Hôm nay giới thiệu mọi người mẫu Billet Mini H4 i6D nhé. Ở thời điểm hiện tại thì i6D giá rất là ngon rồi, rất là rẻ rồi. Rồi, chúng ta cùng xem là có những gì nhé. Đầu tiên là về vỏ hộp này, thiết kế vẫn rất là sang chảnh chó. Đó. Rồi, mở ra. Bên trong hộp này gồm có là một găng tay này và hai đèn. Đó. Thiết kế của đèn thì vẫn rất là đẹp, nhôm nguyên khối CNC. Đó, rất là mịn. Làm mát bằng quạt gió. Đó. Chó mặt xạ thì là bằng kim loại, chắc chắn rồi, bằng kim loại. Đấy thì nó sẽ hơi khác với những cái mẫu giá rẻ khác trên thị trường, đó là cái chóa phản xạ nó bằng nhựa này. Đó, bên này là bằng nhựa. Đấy, sau thời gian sử dụng nó sẽ bị chảy ra như này. Rồi. Bóng sử dụng là 6 nhân nét cho tim cốt và 6 nhân nét cho tim pha luôn nhé. Công suất của bóng thì mình đo được là 37W, công suất chuẩn nhé. Đây cục tụ này. Đấy, nhiều người thì người cũng biết rồi, đó là cái mẫu i6D này với cả mẫu EAS hoặc là EAS gì đấy thì nó đều là một. Nó khác nhau về cái thương hiệu, về cái vỏ hộp thôi. Thực chất nó vẫn là một. Rồi, sẽ đến phần test đèn luôn đi. Ở đây mình sẽ test luôn cả mẫu là i6S nhé. i6S ở đây thì nó là 3 màu, 3 nhiệt màu trên cùng một đèn. Đó. Và có một nhược điểm, đó là công suất là hơi thấp và sử dụng là cái đế nhôm tản nhiệt. Đó. Đây là i6S này. Rồi, vào video test luôn đi. Đó, đây là ánh sáng của chỉ độ cốt này. Mọi người thấy sao? Ok không? Độ đậm nhạt, độ rộng, độ đều. Rất là ổn, đúng không? Đó, một cái điểm nhấn ở trên những cái dòng Y này là mình thấy nó rất là hay này. Đó là cái đường cắt sáng rất là đẹp, xanh tét, giống hệt với những cái dòng Y 3.0. Đó. Rồi, thêm một chút về cái độ rộng của cái dòng Y6 này, mình thấy đó có lẽ là một cái điểm cộng lớn. Đó là về cái chân sáng. Chân sáng của Y6 thì dường như là không có. Đối với những cái dòng khác thì nó sẽ cắt như vậy, đúng không? Nhưng với Y6 nó kéo dài suốt xuống dưới đầu đèn xe này, vẫn còn ánh sáng này. Và hai bên này, hạ thấp xuống nữa đi em. Đó, bên trái này. Ở trên máy quay thì nhìn sẽ hơi mờ, nhưng mà ở ngoài sẽ đậm hơn một chút nhá. Bởi vì nó lấy led vào cái điểm sáng. Đó. Tới đây này, rất là dài, rất là rộng. Đấy. Cho cái tầm nhìn quan sát sang hai bên này vẫn có tác dụng. Rồi, quay qua trái qua phải một chút đi, cho mọi người xem thêm này. Rồi. Đó, đây là ánh sáng của chế độ pha này. Khá là đậm đúng không? À, trong những cái dòng Bi Mini H4 mình thấy pha của i6D là thuộc top là nhất nhì rồi đấy. Đó, trên máy quay thì sẽ thấy nó hơi mờ. Hơi mờ là vì là cốt của nó rất là đậm rồi. Đó, nhưng với thực tế thì trong dòng Mini H4 nó đứng top nhất nhì, rất khó có thể có loại khác có pha đậm hơn nó đấy. Đó, xin nhìn qua trái qua phải một chút nha. Rồi, đây là mẫu i6S nhé. i6S thì công suất là nhỏ nên là chỉ cần dùng đến là cái đế tản thôi, chứ không cần đến quạt gió. Và cái độ sáng của nó thì chắc chắn là sẽ kém hơn là i6D rồi. Chỉ có 27W thôi. Đó, mọi người thấy tới hơn đúng không? Đó, nhưng mà bù lại nó sẽ có là 3 nhiệt màu trên cùng một cái đèn. Bật tắt đi. Đó, sang vàng là bật tắt đi. Đó, sang vàng nhạt này. Đường cắt vẫn rất là nét, độ rộng vẫn rất là rộng. Đó, đó chân sáng này. Trải dài từ bên này sang bên này. Tuy là nó hơi mờ thôi nhưng mà vẫn có tác dụng là nhìn được ít hay nhiều.